xin chào cả nhà nhé. Chúc ngày mới vui vẻ, an lành và thật là nhiều sức khỏe nha mọi người. Đó, bữa nay đang đi sưu tầm mấy cây sứ nguyên liệu rồi. Mấy cây nguyên thủy già đó đó về để mình chơi rồi nè, để chơi Tết rồi. Sẵn quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình có yêu thích thì mình xem cho cùng xem cho vui luôn. Cây này cây nguyên thủy nữa nha. Cánh đơn bông nở treo mà nở bông ra nhìn cũng đã không, cánh đơn năm cánh. Đó, đây cũng cây nguyên thủy luôn nè cả nhà, cũ của nó nè. Kiếm cây nào nó đẹp đẹp á, mình cũng sưu tầm một số cây về mà chơi. Ồ, em này cũng ngon nữa nè. Em này cũng đã nè cả nhà, cũng ngon nè. Sẵn phía trước nó rất là nhiều cây quái để mình chút mình quay cho mọi người xem. Ở đây có một cây treo này nhìn đã lắm nè. Cây thân lỗ nè cả nhà, thằng nào thấy cây sứ nó thân lỗ không? Đọc không? Cây này rất lỗ thân nè. Ừ ơi, cây này rất độc đáo nha. Kiểu dáng của nó nè. Ồ, đã thiệt ta. Thân nó lỗ rồi. Có con em này hình thú này, nhìn thấy đã không? Mini. Bốn chân đầy đủ luôn. Có cái đuôi ở bên sau nữa nè. Đó, mini. Đây con thú nữa nè. Đó, đã chưa? Đó, hai cái cây hình thú này có ai yêu thích thì cứ alo mình nha. Mình giao lưu cho hai cây hình thú mini nha. Ở đây một số cây quái quái đâu không à, để mình quay chi tiết từng cây cho các mọi người xem. Đó, đây là cái tác phẩm cá heo nha. Đó, em cá heo nằm nè. Đó, cá heo nằm đưa cái rễ lên đây nè. Vô đây người ta cho cái chất trồng ở đây để cho nó bén rễ á, để nuôi cái củ nè. Đây là cái rễ nha cả nhà. Đó, cá heo ở đây thể loại mini. Đây cái rễ quái nè, cực kỳ quái luôn. À, đã chưa, quái mini. Còn rất là nhiều cây phía trước nè. Mấy em à, mấy thể loại rồng rắn lên mây đâu có đâu hết. Đó, đủ loại con trong này hết luôn. Còn đây con gì trong này đó. Còn đây là nguyên bảy củ mì nè cả nhà. Nó cây sứ y như là cái củ mì mà mình nhổ lên vậy đó. Mấy cây quái quái mini đâu không à. Đó, cây thân quái, quái thân. Em nằm đây. Cây này có chân đẹp nữa nha. Đó. Quái quái đâu không à. Đó, đây cây đẹp nữa nè. Đã. Cánh lên đây là mấy cây này nó cây to hơn,
cũng dạng quái mà dạng to, già già cây. Đó, trong này có cây đẹp lắm, mà để vô mình quay cho mọi người xem. Oh, cái thân nó nhìn lạ không? Đó, trời cũng đang mưa, mấy ngày nay ở đây nó bão á, mưa không. Còn đây là cây rễ nơm, mấy em rễ nơm. Đây mấy cây hoàng mèo được không này? Ở đây có em này nằm đã không? Còn đây là cây thần tài nè cả nhà. Thần tài cái mặt qua của nó nè, góc nó. Cây cũ đã không? Góc của nó nè, xanh cứng ngắc luôn. Cây gốc đã không? Đó, cặp mini rồi đấy, dáng đổ mini quái nè. Kêu xả tàn cái em này đi cho nó lòi ra, không chịu nè. Đó, bên này cây bự nè. Mấy cây đẹp đẹp không à, nhìn rất là mê. Đủ thể loại hết luôn. Còn mấy em này tạo dáng gì đây không biết nữa, uống mấy con rồng rắn gì trên nè. Đủ. Rồi, rất cảm ơn cả nhà đã xem nha. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại lần sau nha. Đó, đây à, cuối cùng giờ mình cũng lựa được một số cây nè. Đó, một số em nhập đội. Còn cây già không nha cả nhà. Đó. Đi lòng vòng lựa nãy giờ cuối cùng mình cũng thu được cũng khoảng 6-7 cây vậy đó. 6-7 cây. Từ tầm trung có, rồi tầm bự hơn một có, khủng hơn có luôn, đủ loại. Đó, quay từng cây đẹp đẹp không đó nha. Mấy cây này cây nguyên thủy không nha. Đó, cây là cũ rất là đẹp luôn. Cũ này già không? Độ già của nó xanh cứng luôn. Tàn nhánh thì thôi khỏi chê rồi. Đẹp lắm. Đã không? Đó, cho mấy em này về nhập đội hết. Còn đây anh cổ dài nè. Đó, thân cốt nó đi lên đã nè. Đấy chưa? Vì mình sưu tầm về đây là mình cũng có thể mình chỉnh sửa rồi mình tạo dáng rồi nó cho nó đẹp lại rồi, thì mình cũng giao lưu cho cô chú anh chị mình có yêu thích thì mình alo mình cũng giao lưu cho cô chú anh chị mình chơi tết luôn. Đó, mấy cây bự nè, cũ nè. Cũ nó thấy ớn không? Khủng không? Khủng nè. Toàn mấy cây nè, rồi cái rễ của nó nè. Tàn nhánh rồi thôi khỏi chê à. Rất là ok. Đó, mấy cây này một số thì mình để mình chơi cây riêng luôn á, chơi cây nguyên thủy, còn một số thì mình ghép một số mà qua đẹp vô để mình chơi tết rễ của nó nè. Đó, mấy cây này mình chưa có bung rễ ra nha, nếu mà bung rễ mình sắp rễ ra nữa là thôi khỏi chơi luôn rồi, tuyệt vời luôn. Đó, rễ của nó nè, đã đời không. Đó, cái rễ này không cắt ra mình ghép, lấy cái rễ này nè mình cắt ra mình ghép rễ nè. Khúc này nè khỏi chơi rồi. Đã không, đã đời. Còn đây là một số cây mình đang chuẩn bị mình nhổ lên để chuẩn bị giao cho khách nè. Rồi bye bye cả nhà nha. À, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi hẹn gặp lại lần sau nha cả nhà.